Hello, xin chào các cô bác, anh chị, các bạn và các em. CC đã khoe với các bạn về bủ bối của CC. Lý do tại sao CC nói như vậy? Các bạn có nhìn thấy cái cô gái này không? CC là người mặc đồ rất là hai dây hở hở ha. Cho nên là mùa hè CC không thích khoe ngực, nhưng mà CC thích khoe lưng. CC mặc những cái áo đó mà cái phần sau cái lưng đó, nó xuống tuốt ở dưới cái lưng quần mình luôn, dưới cái eo luôn. Các bạn biết không, body lotion, oil, body oil CC xài ban ngày, xài mỗi ngày nha. Body lotion CC xài ban đêm, nhưng có nhiều đêm CC làm việc nhiều quá mệt, ngủ gục luôn. Có vài đêm trong một tháng CC cũng không xài, nhưng mà qua ngày mai là xài bù lại. CC là người đi nắng nhiều lắm, nhất là mùa hè. 100 độ, 100 lẻ mấy độ với CC không thành vấn đề. CC thường nhắc với các bạn là để cho các bạn biết được rằng là tại sao các bạn sợ nắng đến như vậy mà CC không hề sợ. Dù một chuyến đi chơi của CC về CC bị nám đó, nám mặt nè, nám ở trên người, tự nhiên cái nó có một cái đốm gì đen đen này nọ, không thành vấn đề gì các bạn. Da các bạn như vậy, các bạn đi ngoài nắng, trời ơi, không một cái gì che đậy đầu, không một cái nón. CC là bụi đời chưa từng thấy. Các bạn xem Facebook rồi các bạn biết, lăn lộn ngoài biển, leo trèo lên núi, đầu trần, chân mang đôi xăng đan chứ không phải chân đất ha, đất nóng chịu không nổi. CC là bụi đời vô cùng. Trên người CC bị bất kỳ một cái đốm gì đối với CC không hề thành vấn đề. Về CC dưỡng lại một cái nó hết liền. Là tại sao? Vì chúng ta bị ngoài da. Chúng ta bị ngoài da chúng ta rất dễ chữa. Trời ơi, tới một cái mùa đông thôi, ở trong nhà mà cứ ủ như vậy, với kem, với body lotion, với body oil này nọ, trời ơi, nó trắng tới đâu luôn, nó mịn màng tới đâu luôn. Nhưng đây là những cái chai rất đặc biệt. CC không có biết loại này. CC chỉ xài bình thường như là CC hay quảng cáo với các bạn từ bao lâu nay đó. Không có biết loại này. Nhưng con của ông bạn già đó là ca sĩ. Ca sĩ nha, Mỹ nha. Thì cô bé còn rất là trẻ. CC tới nhà chơi, CC mới thấy những cái chai này. Thì CC mới nói là ô, cái này là cái gì mà thấy cổ mua cổ xếp một đống luôn, từ ở dưới lên tới trên luôn, một loại duy nhất à. CC mới cầm và CC lấy cái phone chụp hình liền. Sau đó CC vào mạng, CC coi ở đâu bán, thì CC đã biết được là ở đâu bán. CC thấy ủa sao mà rẻ tiền quá vậy. Cũng tại vì sao, CC nghĩ rằng là cô này là ca sĩ Mỹ nữa, thì dĩ nhiên cổ phải lo chăm sóc cổ rất là kỹ lưỡng hay là gì đó. Thì tại sao mà cô lại mua cái loại rẻ tiền như vậy? Thì mấy ngày sau CC gặp được cổ và CC đã hỏi cổ. Thì cổ nói đó, những khi mà cổ ở nhà thì cổ đi ra spa để cổ làm đẹp. Nhưng khi mà cổ bắt đầu đi diễn ở rất là nhiều nơi, cổ cầm theo mấy chai luôn chứ không phải một chai. Cổ xài nhiều lắm. Cổ cứ bôi lên người cổ. Khi cổ tập, khi cổ diễn, cổ xài loại này nè. CC mới ngạc nhiên quá, đâu có dám nói, sao rẻ tiền quá hay này nọ, đâu dám nói. Thì từ lúc đó CC mới bắt đầu nghiên cứu. Thì CC mới thấy đúng là tuyệt vời. Cho nên đặc biệt những cái chai này, mỗi lần CC đi nắng thật là nắng, chứ bình thường nhà CC không xài, xài những cái loại bình thường nhà mình thôi. CC đi du lịch, nhưng mà đi tới đâu là vô đó mua, không có mang theo, mất công đi ngang qua check in mệt lắm ha. Đi tới đâu ghé vô tiệm đó mua, hoặc là mua trước rồi gửi qua bên nào đó mình tới, nhà bạn bè của mình, rồi mình qua bên đó mình thăm họ, rồi họ đưa lại giùm mình, chứ không có cần phải mang từ ở nhà đi. CC mở cho các bạn xem luôn, là tại vì cái này CC xài mà. CC mua cho CC xài, mua nhiều lắm, mua một lần là 6 hộp. Đây là cái chai này. CC sẽ ghi rất rõ chi tiết
để cho các bạn đọc ở trên Facebook ha, các bạn vào đọc. Cái này nè, CC bơm ra xài cho các bạn xem luôn ha. Trời ơi, còn mới quá, bơm hoài không ra. Trời ơi, CC mới khui ra luôn nè. Tại cái này tới mùa hè CC đi du lịch mới mang theo. Mới đó mà sao bóp hoài nó không ra vậy? Nặng lắm, bóp hoài nó không ra. CC muốn làm như vậy để cho các bạn khi nhận được, các bạn cũng biết được rằng là CC mới khui luôn, mà sao mà nó không ra CC cũng không biết luôn. Chứ để rồi lỡ các bạn cũng giống như CC nữa, rồi các bạn làm hoài sao các bạn thấy nó không có ra, rồi các bạn nghĩ là nó bị cái gì ha. Nè, kỳ quá, không hiểu luôn. Hay là CC chưa mở nắp. Ồ, ra rồi. Ra rồi. Tức là phải có cái ngấn của nó, vặn đúng cái ngấn của nó rồi bơm bơm nó mới ra. Đây, nó trắng như vậy các bạn ha. Thì các bạn biết đó. Trời ơi, CC yếu quá. Nè. Nè, đó. Rồi. Bôi cái này ở đâu các bạn? Các bạn có biết cái chai này nè, bôi ở đâu? Cổ, ngực, để khi chúng ta đi đó, đi ra nắng đó, cổ nè, ngực nè, mu bàn tay nè, cánh tay, cái loại này nó giúp cho da của các bạn săn lại, không có chảy xệ. Thường ở chúng ta lớn tuổi rồi, xệ nè các bạn nè, bèo nhèo nè, xệ nè ha. Các bạn xức cái này vào. Các bạn mà có tiền nhiều thì các bạn xài những cái loại này mỗi ngày cũng được. Tại vì cái này nó là treatment, chứ nó không phải là cái mà để cho các bạn chỉ nghĩ rằng là nó thơm, nó đẹp, nó dưỡng ẩm ha. Cái này là treatment. Đó. Bôi những cái nơi nào mà các bạn cảm thấy da các bạn bị nhăn, ở đùi, ở đầu gối. Đây là cái loại mà nó làm cho da các bạn giảm nhăn, mềm da, không có bị bong tróc ở đầu gối, cù chỏ, kiểu tay và ngực. Ngực nè, cổ nè, lớn tuổi cổ sẽ nhăn, nó sẽ có những cái nếp nhăn. Thì cái chai này chính là cái chai nó sẽ trả lại cho các bạn một cái làn da đẹp, thật là đẹp mà mịn màng vô cùng dưới ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời nó đã hủy hoại cái collagen ở trên cái làn da của các bạn. Nó làm cho bong tróc, nó làm cho nứt nẻ. Thì chính cái chai này sẽ giúp cho các bạn chống lại với lại ánh nắng mặt trời. Đó là lý do CC mua để CC đi đó. Một ngày trời CC ở dưới ánh nắng mặt trời hủy hoại cái làn da của mình như thế nào, thì buổi tối về bù đắp lại được tí nào hay tí đó các bạn. Đó, nó giúp cho chúng ta da không bị bong tróc ở khuỷu tay, rồi mu bàn tay. Nói chung là những cái chỗ nào mà nó có thể để lại được cái nếp nhăn đó, thì chính cái chai này sẽ là cái chai nó lấy lại cho các bạn một cái làn da mịn màng và săn chắc ít thôi. Chứ CC cũng không dám nói là đây là cái loại mà để săn chắc đâu, nhưng mà nó trả lại cho các bạn cái làn da mịn màng mà CC thấy không hề bong tróc. Đi ở dưới nắng mà nóng như vậy mà cụ chỏ của CC vẫn bình thường lắm. Nhiều người đó ngứa tay cứ lấy tay khều khều rồi này nọ đó, CC không có bị, là tại vì CC xài mà. Đó, nó giữ ẩm vào trong làn da của các bạn. Trời ơi, mê ly luôn. Cổ nè, khô liền luôn. Đó, khô rồi. Đó, thì đây, rất là tuyệt vời luôn. CC mua để dành. Cứ một mùa CC đi nắng đó, đi tới chỗ nào thì mua ở chỗ đó. Nhưng mà cái đợt này nè, CC thấy ở trong tiệm này nè, nó có on sale. Đó, CC vào thấy ba chai còn mới tinh ở trong hộp luôn. Đó, cho nên là CC mua. Không có mùi gì hết. Bởi vậy dưới ánh nắng mới được, chứ có mùi là nó bắt nắng đó nha. Nhưng mà CC rút kinh nghiệm, ban ngày đi ra đường nắng CC xài dầu không à. Dầu nó giữ ẩm nhiều. Đó. Cần biết thật là chi tiết
thì cứ lên Facebook để đọc. CC sẽ copy and paste ở trên đó để cho các bạn đọc, các bạn hiểu hơn ha. Chứ CC thấy nhiều cô em quảng cáo về những cái mặt hàng đó, rồi cứ đọc 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 mà nhiều người đọc nhanh quá, đọc như là học thuộc lòng, đọc nhanh, không hiểu gì hết, mà chưa chắc gì đọc đã đúng. Thôi cứ để cho các bạn tự lên, các bạn đọc, đọc từ từ, rồi còn suy nghĩ nữa, để cho các bạn biết cái sản phẩm nào là các bạn cần, các bạn tốt để các bạn mua. Còn những cái mà CC nói ra được như vậy là CC nói theo cảm nhận của CC xài thôi, chứ CC không có đọc như con vẹt mà người ta ghi như vậy rồi CC đọc. CC không đọc được như vậy ha. Cho nên CC viết ra để cho các bạn đọc. Thì đây, mê lắm. Nhiều quá, hơi rít một chút, nhưng mà chút xíu à, nó khô liền. Đó. Những cái chỗ nào các bạn cảm thấy nó mang tới cái sự nhăn, cái sự bong tróc thì các bạn xài. Còn bình thường trong body các bạn cứ xài body oil ban ngày, ban đêm body lotion. Vì nếu mà nguyên một cái body các bạn mà các bạn xài cái này, tiền đâu các bạn chịu cho nổi. Cho dù nó có on sale các bạn cũng không chịu nổi tiền đâu. Trời ơi, chai này chắc xài một tháng hết quá. Đó, nó có một chút làm hả? Nè, gan tay CC à. Nè, ốm nè. Thành ra hãy dùng cái chai này, xài những cái chỗ nào làn da các bạn nó nhăn, nó bong tróc, cùi chỏ, đầu gối, mắt cá, mu bàn tay và những cái viền viền của cái móng tay chúng ta ha, ở hai bên háng, đùi, cái chỗ mà làm cho da có thể nhăn được, chảy xệ được, bôi những chỗ đó thôi. Còn bình thường trên body các bạn cứ việc xài body oil hoặc là body lotion của các bạn. Đặc biệt cái chai này nữa, bôi ở đây cho CC, hai cái bên lưng, hai bên hông lưng này xuống nè. Tại vì sao? Đôi khi các bạn mặc đồ hở giống như CC đó, hở nguyên cái lưng như vậy nè, cái chỗ này của chúng ta nè, nhiều khi bao nhiêu ngày trời cứ mùa đông ở trong nhà nằm ăn ngủ, nằm ăn ngủ vậy thì thể nào nó cũng có một chút mỡ mỡ xấu xí ở đây. Hãy bôi để nó giúp chúng ta được chút nào hay chút đó để mặc được những cái áo đầm đó đẹp hơn ha. Nhớ đó, nhớ CC dặn. Người ta ghi rất là rõ mà, ở những nơi bong tróc, nhăn thì hãy xài. Bong tróc, nhăn, chảy xệ, xài. Còn bình thường xài loại của chúng ta ha, để dành tiền mua nhiều loại khác nữa, để thử giống như CC nè, khoái thử lắm. Ai chỉ cái gì cũng làm, thích lắm ha. Thì bạn nào muốn mua liên lạc với CC, CC sẽ mua giùm. Cái này ở ngoài tiệm gần con CC có giảm giá. Nhưng hồi lúc CC đi Las Vegas đó, CC mua không giảm giá ha. Cái này là học được của một cô ca sĩ người Mỹ đó, trẻ tuổi, con dâu của ông bạn già CC đó. Cái nhà mà CC tới mà có cái hồ bơi thật là đẹp, CC ở đó đó. Đó, cô ca sĩ đó ở trong căn nhà đó đó. Đó, CC thấy, bắt chước, mua theo là đây. Đó, thì các bạn nào muốn mua cho CC biết, đây là cái chai nó chuyên trị về những cái CC nói ha. Còn body oil, body lotion của chúng ta là nó giúp cho chúng ta làm mịn nguyên một cái body của chúng ta, mịn, bóng, láng, dưỡng ẩm. Nhưng nó lại không chuyên về những cái bong tróc, nhăn ha. Rồi, CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Bye bye.